các cấp chính quyền sở tại, mấy gia đình tài quyền, mấy các bạn kỹ thuật, mấy vị quan khách có mặt trong bộ trang này ngày hôm nay. Xưa nay cứ đòi phong một sau quyết định núi cầu, ấy coi thường ba trốn đường sông sống được ngàn năm, chỉ làm kiếp người hiếm mai sống ngoài trăm tuổi, kiếp nhân sinh sống gãy thác về, chặt chén là mỗi tạo mọi đời một đỡ nhân dân, đã làm kiếp người thì sanh lao bền từ không ai tránh khỏi. Nay hướng lên các bạn kiếp sống hồng trần về nơi đất Phật, nước Việt mênh mông có đông đầy tình mẹ, mây trời lòng vọng khó phục kính được công cha. Đức Chúa sự tăng sự bất quyết từ phía gia đình, chỉ dù 18, 68 giờ 8 lên, có bạn đang công ty trở về đây, thực hiện đại lễ, phái quen, đồng quen và chị quen, thì trước dịch làm lễ của đại chúng cháu xin được phép bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca Di Giáo Phó Phục Hành, Thiết Địa Âm Dương Nhị Ký Thành, Sách Tự Tử Sanh Đồng Nhất Liên, với đèn gió tứ động quen, mấy kiếm tức pha hoàng có bao lại đáo ấy những tôn sư dạy diễn đó chứ. Hôm nay ngày kiếp dừng lương thời, nơi chỗ của bà hưởng thọ tám qua rồi là cởi hạt quy tiên. Hôm bên quý thầy tụng đưa về Tây Phương Phật, xét bàn tại gia chung, lãng dư lệnh tìm tướng về đây. Âm chung này để chi lợi quỷ phò lên cụ tá phò phò. Thank you.
ai luôn là được rồi. Đảo thuyền trước rồi nè, chuẩn bị nha. Đảo thuyền trước đó nè. Mấy ông mình chưa tới nha. Thổi luôn, thổi luôn, thổi luôn. Ở cái đường này thì chẳng 50 rồi đó.
Con quỷ này không có con ơi, trước khi nó dính bị cõi trần theo phò linh cũ,
Mà coi cô bác nào có thương tình nó vô ủng hộ luôn mà coi cô bác ơi. Vậy không cho mày được không mày? Không cho. Rồi sao Mỹ đâu đi theo mọi ngủ được mày? Chắc là ở đây phá luôn cái xóm này hoài quá. Có không có thì bộ mày thăm dò nó hả mày? Tám khán giả con cháu đông như vậy, không ai thương tình vô ủng hộ hết. Làm sao mà tôi có sở phí đi theo mọi ngủ được bà con? Làm sao mà tao biết làm sao? Trời ơi, nghe mày danh thang ở ngoài ngoài vô tặng thêm cho mày 20 đồng đó mày ơi. Dạ ông cụ với ông cụ, chúc ông cụ sống lâu trăm tuổi mà không ngủ một ngày nào với ông cụ. Cho tiền đi cho bà không mày. Cảm ơn ông cụ. Còn cụ chạy hồn bà tắm lên đâu rồi? Sắp chắc tới đây kiếm cơ sở mai tháng đi hợp tắm lên chị mày. Bà tắm lên ơi, nếu một mai tôi đi theo bò đến cũ á, bà cũng nhớ tặng tôi cái hòm đẹp giống hệt đi trong nhà nha bà tắm lên. Sắp chắc tới đây xin quan tài đặc biệt không mày? Tớ mày thì cơ sở mai tháng đi hợp tắm lên tặng cho mày cái từ thiện là được không mày? Đâu đâu mày nói ông anh đại gia nào đâu tao có thấy đâu. Đâu đâu mày đếm kỹ coi, nãy giờ trong gia đình với chủ bà chủ cha hòm mà tắm lên á ủng hộ cho đủ một giáo thiên cha giường nằm có hai phải gì dưới như vậy để tiếp cho đây bà con gom, bà con cô bác gom góp để tặng cho mày tổng cộng là 100.000 đồng đủ đi không mày? 100.000 đủ nhá. Dạ mẫu vậy đủ không? Đang gặp ngay vậy Vinh ơi. Trời, 100k. Cái nữa mày. Quỷ sứ khóc vậy chứ cười gì thằng ông nội. Đám ma mà cười gì. Mày lạnh lắm không mày? Để tao kêu thằng này vô đó mày lại nha. Tao ngửi từ mỗi đoạn. Gì mày? Đoạn cái tấm gì sao mà nó không bắp dữ không mỗi đoạn. Tao lại mày tấm thảm cho mày để ăn ngoài nhà ai đó mày ơi. Nằm xuống đi. Gạt đầu chân lên. Buông mạnh xuống mày. Anh cho đó mày. Buông. Ai? Lỡ tay mày. Tôi lỡ mày ơi. Lỡ để tự phản. Lỡ tôi ông cũng nghe đó. Lỡ ông nội mày chứ rồi. Mày đặt khu dưới rồi mày trà trà. Mày chết qua nhà dở ở dưới này á. Đặt sức lên. Đặt dưới nó bắt đầu giật mày sao mày. Giật cái gì mày? Bây giờ sắp chơi tới này xúc phạm như bây giờ nữa hả mày? Nằm xuống đi. Còn cái thông chắc lên thêm cho nó đi. Ê ê, quá đà rồi. Đây nó nói cho ông sĩ gì cả. Đây nè. Có luôn mày. Đau gỡ trời. Công nhận nha. Nhà này giàu sang nổi ơi chơi toàn là cái tàu xưa không ổn nổi. Có xưa mới có nay mày. Nhớ mọi người phương mới đây xem kem tướng như là con quỷ đi mà coi. Chuẩn bị. Ê ê. Lâu địa chỉ rồi mày ơi. Thằng không đưa cái thằng lẻ. Cái này nè. Chứ này dập thiệt à con. Dập đi ngoài mày. Không. Mới có một hả mày ơi? Được. Mày nghe mày anh thang cũng đại diện gia đình thì vô tặng thêm cho mày 200 đồng nữa là mày. Ghi của mày. Một. Hai. Nữa không mày? Kêu tướng trước khi tôi dính bị cõi trần nó theo bò lên cũ á. Mình nhìn kỹ coi trong gia đình ai có thương tình tặng chiếc xe bích cuối cùng đi theo bò anh cũ không mày? Bà con cô bác nó bị chết là con cô bác vô ủng hộ sao mày ơi? Yên tâm lên đường đi. 1 2 3 yên dân lời xe đi ngoài luôn. Con hồ Woo!
Giờ từ trại hồn tắm lên xin toàn diện ở đây một vài phút còn lại con cháu trong gia đình tắm hương linh cụ của bà một lần sau cuối sau đó giờ lại cho cháu làm lễ bái quan và chiêu quan linh cụ về đến nơi ngày cuối cùng xin thưa lại cho bà con.